Anh Sơn Văn Lên là một trong những công đoàn viên Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông, được Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu hỗ trợ các nhà ở năm 2022. Sau khi lập gia đình, anh Lên được ba mẹ cho một phần đất ở, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện xây nhà kiên cố. Có được ngôi nhà mới, tôi rất là vui. Có chỗ che mưa che nắng cho vợ con. Tôi rất cảm ơn cơ quan nhà nước cũng như công đoàn cơ sở đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho tôi. Qua các năm triển khai, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhiều căn nhà cho công nhân viên chức lao động là đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ năm 2019 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng sửa chữa 14 căn nhà tình thương cho công đoàn viên khó khăn. Trong đó, có hỗ trợ kinh phí xây mới 4 căn nhà cho đoàn viên là đồng bào dân tộc Khmer. Trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động của thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, người đoàn viên công đoàn để đóng góp cái mái ấm công đoàn. Thì qua đó cũng tiếp tục rà soát các công đoàn viên khó khăn, đặc biệt là người đồng bào dân tộc, để hỗ trợ cho họ có cái cuộc sống ổn định cũng như an tâm trong cái lao động sản xuất. Chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình đoàn viên công đoàn nói chung, đoàn viên công đoàn người Khmer nói riêng. Những mái ấm do tổ chức công đoàn trao tặng đã giúp cho công đoàn viên có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.